Hello các bạn, mình là Waterbot Fun đây. Hôm nay làm video Scorpion nhé. Con này khó chơi như quỷ. Máu nó giấy mà. Đam cũng thấp. Để cái tới các bắt staff sau lưng. Chơi cũng được, khó chơi quá. Với lại tụi này nó cũng mạnh nữa. Tụi này mạnh kiếp luôn. Trong một ngày mình ra trung bình 5 tới 6 video, mà mấy ngày gần đây phải qua đi qua lại nhiều. Tụi này nó mạnh quá. Làm video đẹp ắt không? Scorpion. Tụi mình đưa gì cũng không xin nghe, bỏ chạy chạy. Không phải được gì. Sắc khẩu mình nhát dữ. Đây còn như đây còn như đây. Nói chung con này mình cái ham đánh nha, giết không được là biến liền nha. Vì bạn máu bằng giấy đó, đó. Phát ngọt thôi. Bài nữa cây này. Thì con này thì khéo léo lắm thì kỹ năng rất cao. Chung tại vì mình lên tăng cao quá mà vũ khí mình mới level 7 thôi, nó mới vậy chứ. Vũ khí MK2 nó khác. Mà được cái là mình dùng kỹ năng các bạn coi cho vui hơn. Con quỷ gì đây? Ô đông quá, đông quá. Bay. Chạy không kịp luôn. Rồi có đàn lắc 5 giây, trời khốn nè thì. Lắc 5 giây. Lắc xong là rớt đi. Mình thử chơi nút play on với lại xuống khống chế thôi nha. Chứ cây đạn dí hoài mấy bạn nhà mình bắt cũng được đấy chứ. Đèn dặn vô cực. Đèn vô cực đánh hoài không hết nè. Thêm cái quả khống chế đây cũng to cũng được. Mà đạn dí chơi vẫn tốt hơn nhé. Thì mình muốn đa về cái cách chơi cho các bạn vui thôi chứ. Đạn dí vẫn hơn. Súng gì chơi cũng được mà. Vừa là chính rồi. Bắn đầu bắn xuống chết anh em bây giờ. Nghĩ không? Rồi của em đây. Chỗ này lắc thôi. Đó. Tính thành sao chết luôn rồi. Thời khổ ghê rồi. Chỉ có ăn lơ là đơn giản rồi, ăn lơ dễ chơi lắm. Nó là con trâu mà. Cái gì mà lủi thôi. Nhưng mà nó bị nẹp. Nó bị nẹp dạng speed nên tốc độ nó chậm. Nó hơn con phần đi chút chút. Rồi cái quả lực tốt. Skill cũng bá đạo. Skill của nó mà vô chỗ đám đông bật lên là thế nào cũng ăn cũng kêu. Rồi em xong thẳng vô. Mình khoái với thể loại này lắm, trời vui lắm. Nhân hiến. Nhân hiến tâm thần. Hôm hai hôm nay mạng lắc ghê, nãy giờ đi 3 lần rồi. Khốn kiếp thì biết mạng của Waterbot hay là mạng FPT của mình nữa, nó đi 3 lần rồi đó. Kinh khủng. Thành cho mình tuột răng hay gì. À, chắc em là bắn sâu đích luôn, mình cứ nhắm tiêu mình nẻ. Là gì nhau. Nào em sale, em sale. Đấy mà đây con Eder nó yếu không? Bắn nó mấy có nửa băng đạn mất khúc máu. Eder nó yếu. Eder mà cầm súng loa đi mà bắp đi kèn là tao thua rồi. Đó, tụng liền. Tụng chim liền.
thì người thắng cũng đẫm máu, có gì luôn. Áp sát rồi, được con cò nó áp sát chết rồi. Đã đi, đã hết bạn người đó. Lù trong quá, ồ chết mẹ nữa cây. Dở hả bưởi. Ăn liền ba cọng phi bơ vô người là nở cây liền. Chắc về tay tình luôn. Nhiều người nói cổ này yếu không, cổ này không yếu nha. Cổ này rút máu vui luôn. Tại vì với cái răng này mà gần lên bậc thầy rồi mà rút một cái nửa cây máu tay tình này kinh khủng, cũng dở luôn. Tại đừng lùi nữa, ngu nó không đứt. Tại vì nó chủ quan, tại vì cái đạn này á, khi mà vô người nó không có máu liền. Nó kẻ một lúc sau nó mới mất. Cho nên cứ cái kiểu mà à mày bắn đi mà đó suy nhê đâu rồi bắn đi rồi cứ đưa cái mặt ra ăn đạn thôi xong rồi chết. Dù cái giống gì đạn độc vậy, nhưng mà đạn độc có 300 mét thôi, mình cũng có mấy khẩu độc mà ít khi xài, chắc để lát nữa mình đổ khẩu độc với con ăn lơ mình đi chơi mình. Ăn lơ phun độc mới vui chứ, đúng không? Chế này cũng thua chứ cũng thắng được thôi. Rồi nó cũng mạnh ghê. Chết chừng nào. Tin mừng là con lưu của mình lên 90 này nha. Nhưng mà chưa có modern này, có modern công mà chỉ có thủ, phải có hai cục ra nữa. Chắc mấy bữa nữa mua hai cục chẳng vô cấp luôn cho nó mạnh mạnh hơn xíu, hay là để BT đó mình nâng gì đó mình nâng con Eater lên bắn laser chơi nha. Thì các bạn thì sao, cho cái comment coi. thích kiểu gì, thích Eater laser hay là lu double. Mình có mấy khẩu laser mà để dành đó mà up lên cũng được, mua thêm ít PT nó là đủ năng rồi, cái rồi vui là chính mà đi chơi theo ý mình thôi, lên răng hay không cũng không quan trọng. Thật sự thì dễ quá mình cũng không thích, tại vì cái chủ trương của kênh mình là kỹ năng bạn, mình mới sâu kỹ năng cho bạn coi để các bạn tham khảo mà tự các bạn chơi lấy. Cái trò này không có kỹ năng mà không có tiền nữa thì khó chơi, chắc khó. Nó trò này mà không có kỹ năng không có tiền mệt lắm, cho lú đầu ra để về làm này. Đơn giản là bạn không biết cách để mà kéo dài cái sự sống con robot và bạn kết thúc nhanh, sơ sẩy cái chết không. Mình kinh nghiệm nhiều đây, mình nhiều khi cũng lọt vô trận của tụi nó rồi cũng chết ngay lập tức kìa, không kịp bắn luôn, dễ sợ lắm. Trò này bởi vậy nó khó nên nó tồn tại lâu vậy, chứ nó dễ ăn như mấy cái game rác thì được chừng mấy tháng là sập. Mà mình khuyên mẹ không nên đầu tư mấy game rác đó, đầu tư game này chơi nè, game rác được thời mấy tháng đã sập rồi, tốn tiền chưa vui lúc đó là mất cả triệu bạc, mấy triệu bạc, 10 triệu bạc cũng vậy. Là mấy game nó đưa tó tốn tiền lắm nha, không dễ ăn đâu. Ra thêm mình còn 4 thằng thì nó còn có 1 thằng người thắng bại đó rõ. Cái sự góp mặt rất lớn của anh Phinh để giúp team đội giành chiến thắng. Trận này đánh máy toát mọi hộp luôn các bạn, không giỡn luôn nha. Rồi thắng rồi đó. Trời ơi, xít sao luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Thank you.